Ủa vậy là anh có giải thích cái hồi nãy mà xuống hết với lên hết không anh? Đây đây đây, nói xong đi rồi mình sẽ nói lại cái ví dụ của em. Ok. Rồi muscle spindle. Học cái này xong thì mình sẽ nó sẽ liên kết được với cái ý của em nói đó. Muscle spindle làm gì? Là những cái cơ quan thụ cảm nè, receptor sensitive, để cảm cảm nhận những cái thay đổi về độ dài của sợi cơ và cái rate change, tức là cái tỷ lệ thay đổi của cái sợi cơ đó. Tức là khi bị kéo dài ra thì dài bao nhiêu thì nó bắt đầu nó phản ứng như vậy. Còn Golgi tendon organ thì nó ngược lại, cũng là nhạy cảm với cái độ sự à không phải là độ dài ha, ở trên là length à. Nhạy cảm với lại độ dài, còn ở dưới là nhạy cảm với lực căng, cái tension, có thể hiểu là áp lực á của cái sợi cơ và cái sự thay đổi của cái áp lực đó. Rồi hai cái này để làm gì? Để rồi đầu tiên tìm vị trí nó gì, vị trí của cái muscle spindle này nó nằm dọc theo các sợi cơ, dọc theo các sợi cơ của mình và nó nhạy cảm với việc thay đổi độ dài. Ok, khi mà cái sợi cơ đó được giãn à, khi mà một cái sợi cơ cụ thể nào đó được giãn, giống như là cái tay mình hạ xuống đúng không, đập bicep cơ giãn xuống thì cái muscle spindle này nó cũng giãn theo, nó giãn theo. Rồi spindle cũng giãn theo, central vein insufflation. Có ai thấy giống như là khi một cái lực nào tác động quá mạnh, giống như là cái tay mình đột nhiên bị giật mạnh ra một cái thì nó có một cái phản xạ là tự động nó gập ngược lại không? Có bao giờ cảm thấy vậy không? Giống như là một một cái gì đó làm kéo cái cơ mình dài ra đột ngột quá, tự động mình hết hồn kiểu như vậy đó, phản ứng rút cái tay về liền. Có bao giờ thấy cái đó không? Rút quá hả? Hay là sao? Ví dụ sao ta, ví dụ vật tay đi, khi vật tay cái người thua nha, cái người bị thua á bị vật mạnh quá gịch cái tay ra ngoài, xong ngay lúc đó sẽ có thể cảm thấy hơi đau một xíu và phải co cái tay về cho nó đỡ mỏi. Có gì thấy gì không, có vật tay không? Khi mà nó bị kéo căng quá mức cái mình thường có xu hướng mình kéo ngược về sẽ thấy nó dễ chịu hơn. Đúng không, đúng không, đúng không? Hoặc là mình tập bicep curl không vậy, ví dụ tập tay nè, mình tập lên tập xuống hoài, cái hồi mình bỏ xuống mình kéo giãn nó ra thì mình thấy nó dễ chịu hơn. Đúng rồi, Ừ cái co lại cảm giác rất là thoải mái. ừ đó, thì nó để làm cái gì? Cái muscle spindle này nó nằm ở trên sợi cơ ha, nó nằm ở trên sợi cơ để mà nó bảo vệ sợi cơ, bảo vệ sợi cơ không bị giãn quá mức, hiểu không? Tức là khi sợi cơ bị kéo giãn nè thì cái muscle spindle cũng giãn theo, mà nó trên này nó có những cái đầu dây thần kinh nè, có đầu dây thần kinh nè, thì nó sẽ phản hồi lên trên não bộ của mình là à đến đây phải dừng, không có giãn nữa, giãn nữa là sẽ bị rách cơ chẳng hạn vậy, nên nó gửi cho não cái tín hiệu đó thì não gửi cái chỉ thị xuống là à phải co lại, không có giãn nữa. À du nè, du hoặc ai tập tạ nè, có bao giờ bị tạ đè chưa? Dạ Đẩy ngực, hoài luôn anh. đẩy ngực hoặc là squat nè, cảm thấy khi mà mình xuống đến cái điểm thấp nhất á, gần chạm cái ngực hoặc là squat sâu nhất á, cái tiện mất hết sức luôn, không lên nổi luôn, té luôn cái đùng chẳng hạn vậy, có bao giờ bị chưa? Dạ xuống xuống hết xong rồi lên được khoảng cỡ 1 xăng 2 xăng là khựng lại luôn rồi Khựng xong lại luôn. xong rồi cái giây phút mà mình khựng á, cái tự nhiên mình thấy mình không còn cái lực nào hết, mình sụp xuống luôn đó. Đẩy ngực nè, rồi squat nè, hoặc deadlift nè, tự nhiên mình cố gắng phát lực nhưng mà tự nhiên không phát được miếng lực nào hết đó. Quân có bị chưa, có gì Đã có hỏi á, bé có nói gặp à. Đó. Rồi Nhật nói đi, Mà sao mà thoát được à. sao sao Tập mà đối với tạ mà nó trên cái mức mà thường mình hoặc là lúc mà mỏi rồi thì tập cái tạ nặng nó đẩy cái cơ bắp nó từ chỗ hoạt động không, nó không trả lời mình nữa. Nhất
Nhật có bị đè bao giờ chưa? Ai cũng phải nên sập một lần trong đời. Em lúc đẩy ngực lần đầu tiên thử mỗi bên 30 kg thì em bị đè. Lúc mà em đẩy rồi em xuống cái em cảm thấy luôn, cảm thấy lúc mà mình xuống mình đã chuẩn bị tinh thần cái khi mà xuống lúc mà lên cảm thấy hụt hận đó. Đã biết lúc mà bị đè đó. Đó, cái cảm giác hụt hận đó là do cái thần kinh mình nó truyền xuống. À, đây là một mức tạ mới, mức tạ quá nặng, đó giờ chưa gặp bao giờ. Khi mà đi xuống xong rồi nó gửi tín hiệu vô cái muscle spindle này nè. Bị cong, bị quá tải, bị quá mức. Rồi tắt tín hiệu, không gồng nữa. Giải phóng xong. Hết còn điều khiển được. Đó là lý do mình bị sập. Ok. Tưởng tượng nè, ví dụ cái ngực bắt đầu hạ xuống đúng không? Cái sợi cơ trong cái cơ ngực kéo giãn đến mức tối đa mà vẫn nặng quá, kéo lên không nổi, rồi nghỉ luôn, cho nghỉ luôn, nằm xuống luôn. Là lúc đó sợi cơ nó không phát lực nữa thì nó sẽ không bị tổn thương. Đó là cơ chế nó đang bảo vệ mình. Còn cái chuyện mình bị đè hay không á, nó không biết. Nó chỉ muốn bảo vệ cơ thể thôi. Thì mình rồi mình hiểu cái chuyện đó để mình ứng dụng nó vào cái chuyện mình tập. Thì nếu mà lúc nào mình tăng mức tạ nặng cũng mình cũng bị đè vậy á, thì làm sao để mình tăng mức tạ nặng được ta? Làm sao để mình nói với nó, à cái mức nặng này tao muốn nè, chứ mày đừng có xuống tới đây là đè tao. Tại làm sao mình thử nghĩ coi làm sao mình có thể đánh lừa cơ thể để mình có thể khiêng nặng hơn mà mình không bị đè. Nhờ smoker. Hả? Thò nói trước đi, vô nói đi, vô nói thử. Vậy thường những lúc đó em sẽ nhờ một bạn spotter gọi đỡ giùm. Spotter. Rồi sau khoảng thời gian cái mình thấy mình mạnh hơn, cái mình đẩy được mức đó. Đúng không? Rồi Quân nói thử. Quân nói là tập luyện từ từ rồi nó sẽ, cái cơ thể mình nó quen với mức, nó đủ cái cơ đủ phát triển để mà nó làm cái việc đó thì nó sẽ làm được thôi. Cái kiểu của Quân cũng được, nhưng mà nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Giống như là mình cứ giữ cái mức tạ bình thường hoặc là mức tạ cũ để mình duy trì nó đủ lâu, thì lúc đó mình quen được mức đó là mình mới lên nhẹ nhẹ từ 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 từ, thì cái việc đó nó sẽ tốn hơi nhiều thời gian so với là mình ép nó phải cứ liên tục có kích thích mới, đúng không? Rồi ai nữa? Nhật, ví dụ muốn nâng nặng sao, em nghĩ làm sao để nâng nặng hơn? Ví dụ bây giờ mức tối đa mà... mức tối đa của em bao nhiêu? Ví dụ bài nào em muốn phá kỷ lục của em? Dạ, cái hôm lúc mà em để em đạt được mỗi bên ký là 30 thì cái hôm đấy bị đè và hôm sau em sẽ bắt đầu em hạ xuống là 28 thì cái rồi 28 xong cái 30 đó em sẽ nhờ một người phụ và em chuẩn bị đà này kia thì em sẽ thực hiện trong 1-2 cái rồi lần sau nữa thì em sẽ bắt đầu tiếp tục vẫn là ở cái mức 30 đó nhưng mà với tự lực mình làm sẽ là một cái, nếu mà được thì bắt đầu em sẽ một cái đó em sẽ nghỉ 15 giây để thành làm một cái nữa rồi em sẽ quen luôn. Đúng rồi. Đó, nó có rất là nhiều cách để đánh lừa cơ thể vậy. Tuấn có đâu không Tuấn? Không giờ có tập nặng không? Rồi Tuấn đi đâu rồi? Ok. Thì đó là những cái cách mà phổ biến mà mình thường thấy để mà tăng được cái khối lượng mình nâng. Nhưng trong trường hợp ví dụ không có supporter hoặc là mình muốn trong vòng 1 tháng mình nâng được thêm 5-10 kg. Ví dụ Nhật nâng cái 30 kg đó thì bao lâu em có thể nâng thêm được, giống như thêm mỗi bên 5 kg hoặc là 2,5 kg, 5 kg, 10 kg gì đó. Bao lâu em có thể phá được mức tạ đó? Thường là sẽ là một tuần tiếp theo của cái việc tập hôm bị đè xong thêm một lần nữa và một lần nữa là em bắt đầu lên ký. Em tự khắc là bắt ép bản thân mình là ok. Đó. Thì có một cách nữa mà những người mà tập sức mạnh thường hay áp dụng, đó là squat và giữ hoặc là deadlift giữ, bench press đẩy giữ gì đó. Ví dụ bình thường họ 100% họ sẽ bị đè đúng không? 100% bị đè. Thì bữa nay họ không đẩy 100% mà họ sẽ đẩy 80 hoặc là 85-90. Giảm số phần trăm cái loss lại. Nhưng mà để cho nó cái hệ thần kinh thích nghi nhanh á,
thì khi mà xuống cái điểm mà cơ căng nhất nè, cái điểm mà cơ chịu lực lớn nhất nè, thì mình sẽ giữ ở đó từ 2 cho đến 5 giây. Bữa nào thử, bữa nào mấy bạn thử đẩy chậm lại hơn, kiểm soát cái tempo của mình á, đẩy chậm lại, xuống, giữ lại, thử 2 giây thử, là sẽ thấy sau chừng 3 đến 5 rep là cái đầu mình nó cứng ngắc à, nó giống như là nó cực kỳ căng thẳng luôn. Đó là cái khoảnh khắc mà cơ thể nó đang huy động thêm các sợi cơ. Với lại mình đang nói cho nó biết cái chuyện là à, mức tạ này là nó muốn đè tao thiệt, nhưng mà tao muốn như vậy, mình đang chủ động, chứ mình không để nó đến lúc mà nó đè mình thiệt. Ok, đó là một trong những cách mình ứng dụng vô cái muscle spindle này. Rồi ngược lại, cái Golgi tendon organ nó cũng tác dụng dựa trên cái chức năng của nó là khi mà cơ bị căng quá mức á. Căng quá mức là sao ta? Tức là nãy nói gặp cái cánh tay lên, cái cơ co quá mức, thì cái sợi gân này á, nó sẽ giãn quá mức. Hiểu không ta? Khi cái cơ màu đỏ nè, cơ màu đỏ này nó co lại, hiểu không? Nó co lại, kéo về giữa hết. Thì cái sợi này nó kéo dài ra, cái chỗ trắng này kéo dài ra. Ok không? Hiểu không? Hình như được không mấy bạn? Ok. Được. Thì đó là... Đây. Rồi. Ví dụ sợi cơ màu đỏ nó co quá mức, co hoài mà không có cơ chế nào để ngăn nó lại á. Nó co hồi chỗ màu trắng này đứt. Ok. Chỗ trắng này sẽ bị đứt nếu cái chỗ đỏ này co quá mức mà không biết dừng. Thì ngược lại với cái chỗ bên kia giãn, thì cái chỗ mà bên co nè, khi mà sợi cơ co quá mức lại, chỗ này giãn quá mức, nó cũng gửi tín hiệu ngược về não luôn. Gửi về não, nó cơ nó đang co quá rồi, nó co quá rồi, không thể nào co được nữa, co nữa là mày sẽ đứt gân. Thì nó sẽ cũng gửi một tín hiệu về, thả lỏng cái này ra. Xong. Thì cái ứng dụng nó cũng giống vậy thôi. Thì chức năng của hai thằng này đều là bảo vệ sợi cơ hết. Mục đích nó đã sinh ra là để bảo vệ cơ thể hết rồi. Đó vậy đó. Thì giờ giống như có thể dùng cái ý này để giải thích cái ý của em dùng. Giống như tại sao tập hẳn hết thì lúc đầu thì nó lại lên không nổi, rồi lúc sau nó lại lên nổi. Kiểu vậy. À cái đó nó còn một phần liên quan về sợi cơ nữa. Cái đó sẽ đi thêm vô. Sẵn thì nói luôn cũng được. Ok. Giờ em giải thích được một chút nào không về cái việc mà em tập hồi trước thấy cái chỗ mà hẳn tay nó nặng, còn bây giờ thấy nó gặp tay thì nó lại nhẹ, nó lại nặng hơn. Kiểu như cái đầu em nó quen với hành động đó rồi hả anh? Ừ, kiểu một phần kiểu vậy đó. Đây, để land tension relationship đây. Rồi cái bảng này, cái bảng này thấy rõ không mọi người? Cái bảng này đây. Cái này tới đáng lúc, đáng lý ra là tới lúc mà học về sợi cơ mình sẽ học, nhưng mà sẵn nói thì mình nói luôn ha. Những sợi cơ mình á, nó sẽ co giãn dựa trên... Thấy có mờ không? Có mờ không? Hay để kiếm hình khác. Đây, hình này rõ hơn. Đây. Đây là một sợi cơ. Sợi cơ. Rồi để mở cấu trúc một sợi cơ một coi. Đây, một sợi cơ. Rồi mấy bạn có thể thấy trong một sợi cơ nó dày. Nó từ một bó cơ bự nè. Rồi nó chia nhỏ ra nữa. Ừ, trong bài nó cũng có nữa. Quên ha. Trong bài có. Xuống coi trước sợi phần sợi cơ đi. Để giải thích cái ý của Du luôn. Tức là làm sao mình phát lực được lớn hơn, mạnh hơn. Đây, sợi cơ này. Ở ngoài đây là gân nè ha. Cái gân, rồi đây là bó cơ. Trong một bó cơ này có những cái sợi, những bó cơ nhỏ hơn. Rồi trong những bó cơ nhỏ hơn này lại có nhỏ hơn nữa. Ở mật độ nhỏ hơn nữa. Rồi đến mức cuối cùng nhỏ xuống thì ra từng một sợi cơ. Trong một sợi cơ này nó có gì? Đây nó có cái cầu nối. Trong một sợi cơ này ha, thì mình nhìn vô phân tử cấu trúc của nó đây nè. Thì các bạn tưởng tượng đây là sợi cơ khi mà giãn nè ha. Sợi cơ đang giãn.
đây, ở trạng thái bình thường chứ không phải là đang giãn đó, đang ở trạng thái bình thường, không co, không giãn hết, bình thường. Khi mình co thì chuyện gì xảy ra? Khi mình co thì hai cái đầu mà giống bông hoa này nè, thấy không? Đầu trên đầu dưới nè. Nó sẽ kéo cho hai cái đầu xanh này lại gần, là sợi cơ nó co lại. Hình dung được không? Hình dung được không? Ok, khúc này ok chưa? Ok không? Để biết nha. Rồi. Đó là khi sợi cơ co thì cái hai những cái bông này nè, đó những cái đầu cơ này nè, ở đây gọi là tên gì đây? Đây gọi là gì? Nó không có để đây ha. Rồi, cứ hiểu cái hình dung vậy đi. Cái bông này nó đi thẳng lên đây, đi thẳng lên cái chỗ màu xanh, rồi nó kéo những cái đầu này chạy trượt xuống đây. Đây gọi là sợi cơ trượt trên nhau đó. Thì nó mới sinh lực. Đó, mấy cái đầu này nó cứ tiếp xuống nhau. Rồi vậy lúc sợi cơ giãn ra thì sao? Thì ngược lại, những cái đầu bông này, đúng không? Nó đi lùi ra tới cái mí này luôn. Tới cái mí này luôn. Ok không? Co thì đi thẳng lên chỗ trên, xanh. Còn giãn thì nó đi lùi xuống như này. Thì giống như đi xuống hết cái này. Nếu mà tưởng tượng hết cái này rồi thì nó còn co được nữa không? Nó còn giãn được nữa không? Hết. Ok. Rồi, ví dụ cái bông này đi hết tới cái màu xanh này, gần đụng cái màu xanh này, là mình hết không phát lực được nữa, tại vì tối đa rồi, con hết mức rồi, mình ráng nữa thì nó báo tín hiệu ngưng. Ok, tương tự vậy, khi giãn tối đa, cái này lùi xuống đây tới cái mí này thì nó cũng, nếu mà mình có muốn phát lực nữa cũng sẽ không phát lực được. Rồi quay ngược lại cái hình biểu đồ này là gì? Đây nó đang vẽ ở đây cho thấy là ở cái sợi ở trong nè, cái bông này thấy không? Cái bông mình đang thấy ở giữa nè. Cái lực phát ra mạnh nhất là ở đâu? Là ở trên này, khi ở số 2 này. Số 2 này là ở mức độ đang nghỉ, đang ở trạng thái bình thường. Phát lực là nó sinh ra lực mạnh nhất. Còn nếu mà, ví dụ ở đây, khi bắt đầu cực kỳ sát nhau nè, hai bên đụng vô nhau luôn nè. Đụng vô nhau rồi là nó không có phát lực được. Cơ đã chạm tới cái điểm ngắn nhất rồi, không phát lực được. Thì từ từ nó dài ra thì cái khả năng sinh lực nó sinh ra nè, có khả năng sinh lực là từ cái khoảng cách này nó thể tạo thêm lực. Và tới hình này ở trạng thái bình thường là khả năng phát lực mạnh nhất, nhưng qua khỏi cái điểm này xa ra hơn nữa thì nó lại giảm lực. Đó, điều đồ thị đi xuống nó lại giảm lực. Ok, mà xa hơn nữa duỗi hết mức, giống như sạc ngang ra rồi, là cái chỗ đó cái chân mình coi như là không kiểm soát được gì, chỉ có nằm đó thôi. Đây chẳng hạn, đây làm ví dụ. Lấy ví dụ là hẳn cái tay xuống, ưỡn hết mức luôn, là mình không thấy có cái lực nào hết trơn. Mình rất là khó phát lực để kéo nó lên. Đây là giải thích tại sao. Đó là cái đầu xanh này nó không hề nào bám vô cái đầu đỏ được, thì nó không kéo xuống được, nó không kéo với nhau được. Thì từ cái biểu đồ mình có thể thấy là cái khả năng sinh lực lớn nhất nó nằm trong cái rang này, cái khoảng này, trong khoảng màu tím này nè. Và cái đợt điểm mà phát lực mạnh nhất là đây, số 2. Nên thường khi mà mình nói phát lực mà mạnh nhất, ví dụ bài bicep curl đi, gặp tay lên, tại sao tay dừng ở chỗ góc 90 độ? Là nơi đó cái cơ căng lớn nhất, đúng không? Hiểu cái này chưa mọi người? Đây là cái ứng dụng á. Ok, ý kiến gì không? Ok. Du hiểu cái chỗ này chưa Du? Ứng dụng được không Du? Ok, nhưng mà em không quay lại được tập ăn kiểu ăn gian thì em cũng không có ăn gian được miếng nào. Anh hiểu ý em không? Ừ. Mình không phải mình ăn gian, nhưng mà mình đang hiểu là ví dụ đối với mức tạ mà em tập nặng hơn so với bình thường thì tự động em phải giữ cái độ cong của tay ở mức vừa phải, chứ em không thể nào thẳng hết được. Không phải là mình ăn gian, mà là mình phải giữ vừa một xíu thì mình mới kéo lên nổi. Còn nếu em gặp quá mức hoặc em thẳng hết mức thì em sẽ không tập được cái mức tạ quá nặng. Ok. Nếu mà thẳng quá mức thì cơ nó sẽ vào trạng thái nghỉ. Còn nếu mà co quá mức thì là trạng thái cơ đang co hết sức rồi, nó không thể nào hoạt động nữa. Thì từ đó mình ứng dụng qua những cái chuyển động của mình. Rồi tiếp theo. Đó là chung về cái phần hệ thần kinh cơ. Để kéo lên đây còn cái gì nói. Ok.
Rồi tương tự thì cái phần sụn khớp xương của mình thì nó cũng có những cái cơ quan thụ cảm vậy để nó bảo vệ sụn không bị quá tải hoặc là không bị tổn thương gì đó. Rồi tổng kết của cái phần này thì là chuyển động của con người phải có ba cái chính kết hợp với nhau là hệ thần kinh, hệ xương và hệ cơ muscular. Ok. Và phải được must work together, là phải hoạt động cùng nhau chứ không có cái nào bỏ qua cái nào hết. Không có cái nào là quan trọng hoặc là ít quan trọng hơn cái khác, ba cái đều quan trọng, đều có vai trò nó hết. Rồi hệ thần kinh của nó thì có hàng tỷ neuron trao đổi thông tin với nhau trong toàn bộ cơ thể của mình thông qua hai cái hệ thống chính độc lập với nhau là hệ thần kinh trung ương CNS. Ở cái CNS này mình mấy người tập nặng mình sẽ hay nghe họ nhắc đi về CNS, họ sẽ viết đọc tắt qua những cái clip YouTube này kia đó, bao gồm não và hệ thần kinh đốt sóng tủy sống ấy. Rồi peripheral nervous system là hệ thần kinh từ cái tủy sống đó đi ra những cái chi của cơ thể mình. Rồi đó là sơ lược qua là cái phần về hệ thần kinh. Ok. Rồi tiếp theo về phần xương. Về phần xương thì câu hỏi đầu tiên là các bạn nghĩ tại sao chúng ta loãng xương? Quân, tại sao loãng Chúng xương? ta lại cái gì ở ngoài nó đang mày ở ngoài đang mày sao nghe không rõ. Ok. Tại sao chúng ta loãng xương? Chúng ta bị loãng xương hả? Tại sao? Ý là nếu mà do tuổi tác á, thì là do cơ thể mình nó trao đổi chất không tốt nữa thì nó không thể, cái xương mình hay là da là cái bộ phận khác á thì nó thay đổi tế bào thường xuyên, mà khi mình lớn tuổi thì cái việc đó nó không có hiệu quả nữa thì mình bắt đầu bị mất chất đi, mất mineral, mất chất nhiều hơn thì xương mới bị loãng. Rồi, ok. Du, Du, tại sao loãng xương? Tại sao người già dễ Dạ gãy em xương? nghĩ là do không vận động nên giống như hôm bữa anh nói xương nó liên tục bị bào mòn á, nó mà mình không đắp thêm á thì nó sẽ bớt đi rồi loãng xương. Ok. Đó. Rồi. Đó là cái ý đúng rồi đó. Cụ thể là cái xương của mình nó liên tục bị bào mòn và liên tục được bồi đắp lên. Thì cái giai đoạn mà tuổi còn trẻ cho đến cỡ khoảng 30 á thì cái số lượng mà nó bồi đắp lên tái tạo xương á nó tăng nhanh hơn so với là bị lão hóa, bị bào mòn. Nên cái xương mình nó chắc. Còn sau cái độ tuổi đó bắt đầu cơ thể nó lão hóa, tiến trình lão hóa tới thì nó lão hóa, cái sự bào mòn tăng dần đến một lúc nó chạm bằng mức của cái mức sinh ra. Và sau đó thì nó vượt luôn cái vòng mà tái tạo xương. Thì lúc đó nếu mình không ăn uống đầy đủ, mình không tập luyện, không có kích thích để xương thích nghi thì nguy cơ loãng xương cao hơn so với những người có tập luyện. Ok. Vậy chức năng của xương là gì? Ở đây có chức năng quan trọng của xương đây. Shape tức là tạo khung cho cơ thể mình. Ok. Hỗ trợ tạo nên cái con người mình á, tức là tạo thành một cái form dáng của mình á. Hỗ trợ và bảo vệ những cái cơ quan nội tạng phía trong. Ở đây, ví dụ đây hình này. Bảo vệ những cái cơ quan phía trong như cái hộp sọ bảo vệ não. Còn cái xương xương sườn bảo vệ trong này nội tạng. Nơi để lưu trữ và giải phóng chất béo. Chất béo ở trong xương ở đâu ta? Ai trả lời? Tủy á. Đúng rồi, tủy. Chất béo nằm trong xương là nằm ở tủy. Chất béo ở tủy. Rồi, xương để sản sinh ra tế bào máu. Đó là chức năng của xương. Rồi, nơi mà
lưu trữ và giải phóng các cái khoáng chất như calcium, phosphat nè. Rồi tiếp theo là hỗ trợ vận động, chuyển động và là một support the body, tức là hỗ trợ cơ thể. Nói chung cái hai cái cuối là về chuyển động á, chuyển động cho cơ thể người. Rồi đó là chức năng chính của xương. Rồi đây, cái hệ xương nó ảnh hưởng nhiều đến vóc dáng, tư thế nè, posture, các hoạt động thể chất và cái hệ xương nó bị ảnh hưởng mới đúng, nó bị ảnh hưởng bởi những cái tư thế, do cái việc mình hoạt động thể chất và chế độ ăn uống. Nên từ cái này mình muốn có một hệ xương khỏe mạnh thì mình phải điều chỉnh ba cái này: tư thế, tập luyện và dinh dưỡng. Ví dụ ở đây với chế độ dinh dưỡng kém thì nguy cơ và ít hoạt động thể chất nè, ít hoạt động thể chất, physical inactivity nè, thì sẽ dẫn đến nguy cơ bị loãng xương và những cái hệ quả xấu ảnh hưởng đến sức khỏe cơ xương á, và ảnh hưởng đến chuyển động luôn. Ok, còn 10 phút. Rồi, giữa những cái xương đó thì nó liên kết bằng cái gì? Giữa những cái bộ xương này, nguyên cái bộ xương này thì liên kết nhau bằng cái gì? Để nó dính lại với nhau đây. Ok, Phước trả lời. Sụn. Hay quá, sụn. Rồi, tiếp. Có sụn. Dung. Bộ xương người ta liên kết, cái cơ thể mình nó liên kết giữa xương này với xương kia bằng gì? Bằng các khớp ha, sụn và các khớp ha. Rồi. Nhất. Nhất ơi. Dạ. Xương liên kết nhau bằng gì vậy? Xương liên kết với nhau bằng các khớp sụn và các theo viết có nghĩa là có thể có những sợi kinh dây chằng nữa. Ừ, đúng rồi. Rồi, ok. Bộ xương này giữa những khớp nối này nó có cái gì? Kế những cái xương này, cái sụn không phải là cái để nói mà nó là cái để giảm sốc, cái mà giảm ma sát á. Nên khi mấy người mà bị thoái hóa đó, cái lớp sụn này bị mòn thì những cái đầu xương nó va chạm với nhau mạnh hơn, nó làm bị đau nhiều hơn. Cái sụn đó là cái để giảm sốc giữa hai cái khớp nối giữa xương với nhau. Còn cái mà nói gắn cái xương này với xương kia với nhau á là gân và là dây chằng mới đúng ha, là dây chằng. Rồi trên cái xương này có những cái cơ nối với nhau từ dưới lên trên, thì những cái cơ đó nó nối với nhau bằng cái gân, cái tendon. Rồi để mở hình, ví dụ lấy một cái hình cơ đùi đi. Flexor. Đây, có thể thấy đây. Hình này, các bạn thấy nè. Giữa cái xương chậu, nó có một cái bó cơ gọi là hip flexor. Nó nối bằng cái sợi gân của nó đây. Gân này nối giữa xương đùi nè. Nối lên trên xương cột sống nè. Trên cột sống. Chúng mình sẽ học cái cấu trúc này ha. Đây là đốt sống lưng dưới nè. Thì đó là giải thích tại sao những người ngồi nhiều, ngồi sai tư thế, bị đau lưng dưới. Đó là khi mình ngồi nhiều, cái chân mình dở lên đúng không? Cái xương đùi này mình ngồi ngang nè, mình dở cái cân chân lên. Thì cơ này co lại. Nó co lâu quá rồi nó rút lại luôn. Nó rút nó cứng ngắc lại. Thì nó bị căng cơ hip flexor và cơ stop nè, minor, stop major. Nó căng cái tổ hợp hip flexor này lại, thì nó dẫn đến nó kéo cái cột sống xuống. Một là kéo cột sống xuống, hai là nó kéo cái xương chậu bị nghiêng. Thì từ đó những người ngồi lâu hoặc là sai tư thế bị đau lưng dưới. Đó, đây là hình ảnh nó minh họa cho cái chuyện đó. Đó, đính kèm ngay đốt sống lưng L1 đến L5. Ok. Rồi, xương.
Cái này tiếp theo mình coi ở đây nó giải thích về cái chuyện mà xương được remodeling nè, tức là tái tạo và bị bào mòn đó. Những cái xương cũ trong quá toàn bộ quá trình này thì những cái xương cũ bị broken down là phá hủy nè và di chuyển bởi những tế bào đặc biệt gọi là osteoclast. Ủa vậy tại sao nó bị phá hủy chi ta? Tại sao nó bị phá hủy? Tại sao cái xương nó không xây dựng rồi nó nằm đó đi, nó lại bị phá hủy làm gì? Rồi cái xương cũ cứ cái xương mới cứ đắp đắp vô cho nó dày lên. Nhật trả lời thử. Dạ. Tại sao cái xương của mình nó lại bị bào mòn mà nó không giữ nguyên đó? Alo. Dạ, nói lại cái tiếng đó. Alo, không nghe được. Dạ em nghe. Tại sao cái xương mình bị bào mòn? Dạ. Tại xương của mình bào mòn ha. Theo em nghĩ là thiếu những chức. Không phải thiếu, nó là cái cơ chế tự nhiên của cơ thể, nhưng tại sao cơ thể nó làm cái chuyện đó? Tại sao cơ thể nó cứ bào mòn, đào thải và nó đắp cái mới vô mà nó không giữ nguyên lại như vậy? Nó cứ đắp vô thôi, tại sao phải bị bào mòn đi bớt chi? Được không? Không thì du giúp em du. Em cũng không nhớ nữa, nhưng mà không biết là cơ thể mình nó lấy canxi trong xương để nó làm một cái việc gì đó đó, em không nhớ. Nhưng mà nó sẽ, nếu mà cơ thể mình thiếu canxi thì nó sẽ lấy canxi từ trong xương của mình luôn. Với lại theo em nghĩ thì nó kiểu như là liên tục tái tạo để cho, tại xương khi mình sử dụng, mình đứng mỗi ngày thì mình hoạt động mỗi ngày, em nghĩ nó cũng kiểu như nó đồ cũ quá anh, thì nó cũng phải liên tục thay mới. Đúng rồi đó, hiểu vậy được đó. Là như nãy mình coi cái hình đây, cái xương nè, nó là nơi chứa canxi, phosphat, ok. Nên khi mà cơ thể mình nó có một cái cơ chế gọi là cân bằng nội môi, mình sẽ nói về cái đó sau ha, thì nó sẽ phải lấy để nó cân bằng. Ví dụ mình ăn không đủ canxi đi, mình ăn không đủ canxi thì nó sẽ tự động nó bào từ đây ra nè, nó bào từ xương mình ra, nó bào từ xương ra, rồi xong nó đưa vào máu để nó đưa đến những cơ quan khác, những nơi cần có canxi như là hoạt động cơ chẳng hạn đó. Thì bây giờ mà tập nhiều mà ăn không ăn thì càng ngày càng yếu, hoặc là giờ không tập không ăn gì hết thì cũng càng ngày càng yếu luôn. Cái canxi mình ăn á, nó một phần nó dẫn đi vào những cái nơi mà cần thiết và nó sẽ tiếp tục làm cái nguồn bồi đắp cho cái lượng xương của mình. Thì đó là lý do tại sao mình phải ăn đủ chất này kia. Còn đây là cái chuyện mà mình không thể nào thay đổi được, mình phải hiểu nó thôi. Mình phải hiểu là cơ thể mình nó như vậy, mình chỉ có chấp nhận và mình làm theo nó thôi, chứ mình không có bắt nó là phải giữ lại, tao muốn mất canxi kiểu vậy. Rồi, ok. Những cái xương mới ở đây giải thích nè. Những cái tế bào xương mới sẽ nằm lại thay thế cho tế bào xương cũ đã bị mất. Trong suốt quá trình trưởng thành á, những cái xương mới, à đây là đang nói đến chuyện mà dưới 15 tuổi teen rồi tới cỡ 25 tuổi này kia, thì những xương mới tốc độ nó thay thế cho xương cũ á, nhanh hơn và dẫn đến là xương trở nên to hơn, nặng hơn và cái mật độ cao hơn, chắc hơn. Ok. Và hầu hết mọi người cái việc mà xây dựng cơ xương này á, nó sẽ tiếp tục nhanh hơn cái việc mà bị bào mòn cho đến lúc mà đạt ngưỡng cao nhất vào khoảng đây, tùy mỗi người ha, thì dao động vòng vòng 30 tuổi. Thì giống như trước 30 tuổi ai cũng nói là ôi khỏe như trâu, làm gì không mệt này kia. Đó, thì sau 30 tuổi mới biết. Thì do là cơ thể mình còn đang trong chế độ gọi là sao ta? Gọi là thai tình hả? Nói chung là chế độ mà nó phục hồi nhanh hơn so với nó bị lão hóa.
nhưng mà sau 30 thì mọi chuyện nó khác, nên phải xây dựng lối sống từ bây giờ. Rồi cái việc tập luyện và hay cái thói quen về tư thế là cái nền tảng, đây ha, fundamental là nền tảng ảnh hưởng đến sức khỏe của hệ thống cơ xương. Và những cái bài tập sai tư thế, incorrect exercise technique này, và những cái mà poor alignment, alignment tức là bữa cái mình nói là cái người dốc thẳng xuống thì nó bị lệch chỗ nào không đó, thì những cái technique đó sai, những cái kỹ thuật tập sai nè, và những cái sai lệch tư thế nè, sẽ dẫn đến cái chuyện mà nó làm sai lệch luôn, giống như là tạo nên một cái tư thế xấu luôn á. Đây, bad posture, predominating posture, tức là nói là đi mà gù hoài mà không chịu sửa tướng thì mốt thành gù luôn, thì đó là chuyện có thiệt. Thì cho đến khi mình nhận thấy mình phải sửa và mình sửa thì nó mới hết. Ok, phần xương mình chắc nói mới tới đây thôi, còn một phút nữa hết rồi. Có bạn nào hỏi gì không? Bữa sau mình nghĩ là mình sẽ đi vào đánh giá khách hàng, tại vì phần này nó hơi nặng lý thuyết.